Hiếu xin kính chào quý bà con nông dân. Thì thông thường thì ở cái giai đoạn mà lúa chỗ lẹt xẹt và chỗ đều thì bà con phải phối cái thuốc mà quản lý bệnh khô vằn lem lép hạt, và bà con phải cộng chung với lại thuốc mà đặc trị đậu ôn đó, do áp lực bệnh nó rất là cao trong mùa mưa đó. Và hôm nay thì ở video này Hiếu sẽ chia sẻ cho bà con một cái bộ sản phẩm đến từ công ty An Phát Nông đó. Và bộ sản phẩm này thì cái chai thuốc mà quản lý bệnh á, thì bà con chỉ cần sử dụng một loại thuốc đó thôi, và bà con có thể quản lý được cả đậu ôn, lem lép hạt và khô vằn. Và cái gốc thuốc mà đặc trị đậu ôn này thì nó dập dịch rất là tốt nha mọi người đó. Rồi nếu mọi người có quan tâm đến cái lĩnh vực nông nghiệp thì mọi người hãy đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo từ kênh nông nghiệp của Bình Hiếu. Hiếu sẽ chia sẻ cho bà con những loại thuốc mới, công dụng và cách sử dụng của nó như thế nào nha mọi người. Đây chính là cái bộ sản phẩm mà Hiếu muốn chia sẻ cho quý bà con nông dân. Thì cái sản phẩm đầu tiên đó là cái chai Happy Gold đó. Chai thuốc gồm có bao hoạt chất mà đặc trị bệnh đậu ôn, khô vằn, lem lép hạt, rồi dưỡng cái lá đồng rất là xanh luôn. Cái chai thuốc thứ hai thì đó là cái chai đặc trị vi khuẩn đó, cái chai khuẩn ABM. Và một cái sản phẩm nữa đó là cái dòng dinh dưỡng để chúng ta kích cho cái lúa nó trổ nhanh, rồi nó dưỡng cái lá đồng xanh tốt nha mọi người. Rồi thì đầu tiên á thì Hiếu sẽ nói về cái chai Happy Gold nha mọi người. Happy Gold thì đây là cái chai mẫu mới, chai 240ml đó. Và ở đây thì Hiếu có mang ra cái chai mẫu cũ nè mọi người đó. Chai mẫu cũ cũng là Happy Gold và cái chai nó là 200ml thôi. Và cái mẫu cũ nó thì cái mẫu chai nó rất là đẹp, nó là cái chai dạng chai nhôm đó, chai nhôm nha mọi người, một cái chai rất là đẹp luôn. Nhưng mà đối với bà con thì cái đẹp này mình không sử dụng được đó, bởi vì mình chỉ sử dụng cái thuốc bên trong đó thôi. Và khi mà mình đã sử dụng hết thuốc rồi á thì mình đã bỏ cái chai này đi rồi, mình đâu có sử dụng lại đó. Còn sau một thời gian á thì công ty họ có cải tiến và họ thêm cái thuốc vào trong cái chai. Và bây giờ cái chai của chúng ta là 240. Đây mọi người, 240 so với cái mẫu cũ là 200. Đó, mẫu cũ là 200 nè. Và lúc đó thì cái thuốc của mình nó đã tăng lên, và bà con có thể là mình phun được nó hiệu quả hơn. Rồi, và cái quan trọng thì cái giá thành đó. Thì công ty họ đã cái chai nhôm so với chai nhựa thì chai nhôm nó mắc hơn, một chai nhôm này mười mấy ngàn đó. Chai nhựa này thì nó rẻ hơn nhiều, nên lúc đó công ty đổi sang cái mẫu chai nhựa và thêm thuốc vào cho bà con. Ở trong chai thuốc Happy Gold này thì nó có ba hoạt chất nha mọi người. Cái hoạt chất thứ nhất đó là cái gốc mà aroxytrobin 200g trên lít. Một cái hoạt chất thứ hai là cái hoạt chất mà dập dịch đậu ôn đó mọi người, đó là cái gốc phenoxanin và cái hàm lượng là 200g trên lít. Rồi một cái hoạt chất thứ ba đó là cái hexaconazole và cái hàm lượng nó là 100g trên lít đó. Tổng ba cái hoạt chất này lại là nó 500 và dạng HC 500 HC. Và cái sản phẩm này thì cái hạt thuốc nó cũng rất là mạnh, nên bà con có thể phun máy bay rất tốt nha mọi người. Rồi thì khi mà cái chai thuốc mà nó phối được cái ba cái hoạt chất mà tiên tiến thì pheno dập dịch nè, rồi aroxytrobin nè, rồi hexaconazole nè, đó thì nó sẽ quản lý được ba cái nhóm bệnh chính, đó là bệnh đậu ôn lá, đậu ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt, và ngoài ra nó dưỡng cái lá đồng rất là xanh tốt luôn mọi người. Đó, chắc chắn là chai thuốc này phun vô cái lá chúng ta rất là xanh. Chai thuốc này chúng ta sử dụng khi nào thì khi mà bà con ra thăm đồng lúc mà lúa của bà con chỗ một bông hai bông đầu tiên đó, thì lúc đó bà con bắt đầu đưa thuốc vào. Bởi vì giai đoạn này thì bà con cần đưa thuốc vào sớm để quản lý cái nấm bệnh một cách triệt để nha mọi người đó. Bởi vì khi mà lá lúa trước khi chỗ thì nó dựng đứng như vậy, và nấm bệnh nó từ trên lá đó, và nó nếu mà gặp điều kiện bất lợi thì nó sẽ từ trên lá, và nó mùi sương hay mưa nó sẽ trôi xuống, và nó trôi xuống thì nó tập trung ngay tại cái cổ bông
và cái lúc đó nếu bà con không có đưa thuốc vào rồi á thì nó sẽ gãy cổ bông ngay lúc đó luôn mọi người. Rồi, và cái liều lượng thì bà con á, là sử dụng một chai Happy Gold này á, là cho 10 bình 25 lít thì bà con có thể sử dụng 8 công đến 10 công nha mọi người. Rồi, cái sản phẩm thứ hai mà Hiếu muốn chia sẻ cho quý bà con đó là cái chai khuẩn ABN nè mọi người. Đó, khuẩn ABN. Đây, sản phẩm này á, thì cũng của An Phát Nông. Và cái điều đặc biệt trong cái chai khuẩn ABN này á, thì cái kháng sinh trong cái chai này rất là cao. Đó, cái nồng độ mà hoạt chất mà nigamycin á, cái kháng sinh á, thì nó là 81g trên lít. Đó, và bà con có thể tìm trên search trên Google á, thì cái lượng kháng sinh trong chai thuốc này á, nó rất là cao luôn mọi người. Và khi mà cái nồng độ thuốc nó cao như vậy thì nó sẽ quản lý cái vi khuẩn cũng rất là tốt nha mọi người. Và cái chai khuẩn này thì mỗi một chai bà con sử dụng là 10 bình 25 lít. Và chai khuẩn á, thì nó sẽ đặc trị cái bệnh mà bạc lá lúa, rồi lép vàng, lép đen do vi khuẩn. Rồi nó có thể là nó trừ luôn cả cái thối thân do vi khuẩn nha mọi người. Ngoài cái việc mà mình có thể phun trên lúa thì mình có thể phun được trên hành nha mọi người. Đó, thối nhũng trên hành rất là tốt, hay là một số trên những loại cây trồng khác. Rồi, một cái sản phẩm mà nữa Hiếu muốn chia sẻ đó là cái Supercat. Đó, đây là cái gói Supercat của An Phát Nông. Và cái gói này là gói 10g nha mọi người. Thì cái hàm lượng thuốc nó cao hơn so với những cái dòng thuốc mà thông thường. Đó, 10g. Và cái hoạt chất chính trong cái Supercat này á, nó là cái hoạt chất mà Resinolide. Đó là cái chất mà điều hòa sinh trưởng. Và nồng độ nó là 0.1%. Đó, ngoài ra thì trong cái gói này nó còn có cả đồng, bo nha mọi người. Đó, thì nó sẽ nó là một cái dưỡng chất và nó giúp cho cái lúa chúng ta là sinh trưởng và phát triển tốt. Và đặc biệt Supercat này thì bà con có thể sử dụng cho mọi giai đoạn của cây trồng. Đó, nó có thể xài trên lúa hay là trên rau màu đều rất là tốt nha mọi người. Rồi, đó là một số chia sẻ của Hiếu về cái bộ sản phẩm mà quản lý bệnh hại của công ty An Phát Nông. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người cần sản phẩm á, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của Hiếu hoặc Zalo, thì Hiếu sẽ báo giá và Hiếu ship thuốc cho mọi người. Rồi, chào bà con.